Ngân 98 phản ứng bất ngờ khi được mời đi chơi cùng đại gia 3 ngày với giá bằng vài năm đi diễn. Ngân 98 đã đáp trả cực gắt trước lời mời gọi kiềm nhã của người đàn ông. Mới đây, hot girl thị phi Ngân 98 tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội khi công khai tin nhắn của người đàn ông mời cô đi du lịch riêng với một vị đại gia. Cụ thể, người đàn ông nói trên thay mặt vị đại gia có địa vị, chức lớn, đưa ra lời chào mời khá hấp dẫn dành cho Ngân 98. Ông này muốn mời Ngân 98 đi chơi 3 ngày, du lịch ở đâu tùy cô chọn miễn là trong nước bên cạnh đó người đàn ông còn thẳng thắn nói ngân 98 ra giá và nhắn tin số tài khoản trước lời đề nghị này ngân 98 đã thẳng tay chụp ảnh tin nhắn đăng lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái cô viết em cũng khó khăn thật nhưng thôi em quyết không chơi đâu ngày nào cũng bị gọi mời thế này đó chịu chơi là giờ giàu rồi tiền đôi khi cũng thật dễ có nhưng sao mình ngu thế nhỉ ngay lập tức dòng trạng thái đã gây bão mạng xã hội bởi nội dung tin nhắn quá nhạy cảm thậm chí còn thể hiện tình trạng đi chơi riêng phổ biến của giới chân dài đại gia Bên dưới phần bình luận, Ngân 98 còn tiếp tục đăng tải lời mời gọi của người đàn ông. Người này khẳng định, nếu em mà đồng ý, anh đảm bảo số tiền em nhận được có khi bằng vài năm mà em đi biểu diễn. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước lời đề nghị khiếm nhã này. Chán thật tình trạng chân giành đại gia. Tiền quan trọng nhưng danh dự và gia đình quan trọng hơn em à. Bỏ tay, không hiểu sao có câu chuyện này diễn ra. Đọc báo nhiều rồi mà giờ mới biết. Dù gì em cũng là người của công chúng, giữ hình ảnh nhà em ơi. Ngân 98 là một trong những hot girl thị phi của showbiz Việt. Mới đây, cô đã vướng phải scandal mặc như không mặc khi biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Với hành động này, Ngân 98 bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và cấm biểu diễn trong vòng 4 tháng.